chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành. Phật chẳng qua dùng chữ tính thành. Bởi ông Phan Thanh Sĩ cũng nói đó, đã tự mê chưa hề tỉnh giác, còn làm khôn dẫn dắt người mê, đường mê thêm lối dọc về, gây thành cái thứ bệnh mê lưu truyền. Thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gửi vài câu. Dạ, chú ba cho hỏi thêm cái này nữa là chú ba, cũng như bây giờ là đồn lên cái dầm nao mình ở ở dưới dầm nao dưới đó chú ba. Dạ. Nổ lên cái cồn đó là mấy ông lão thành đều nói là ông nằm chèo ở dưới đó là có không chú ba? Bây giờ nói á, nếu trường hợp nói thì nói nó có đầu có đuôi, nó có sự tích rõ ràng. Dạ. Nhưng mình nói vắn tắt thôi. Ừ. Cũng như cái sự tích ông nằm chèo này nó chú mở chú biết rồi. Cái ngày xưa Đức Phật thầy Tây An mà ông ở trong trại ruộng, ông mở ruộng, ông tu tập đệ tử trong đó. Yeah. Rồi là ông dạy cho đệ tử tu đó. Thì có bữa nọ ông xuống mình tay á, ông nói ông xuống nhà láng ông đọc cái phận sự, cũng như mình nói là gọn gọn theo cái văn tự thôi, chứ nó cũng chưa có đúng theo cái ý nghĩa mà cho nó rõ ràng từ đầu tới đuôi. Yeah. Mình nói cái đại khái thôi. Thì ông đền tay mới đi xuống đó, rồi ông gặp cái người đó là cái ông chồng người đó là thanh sinh, bà vợ ở nhà chuyển bụng, mà ông chồng thì ông có cái cuộc sống ông đi là săn bắt rùa rắn là chim cò cá cua cái nọ để nuôi sống hàng ngày. Yeah. Nhưng mà Đức Phật thầy là ông Phật là ông biết, vì ông có siêu nhãn thông, ông có tha tâm thông, ông biết là chuyện xảy ra như vậy mà ở trong là rửa đồng rừng rú mà không có ai mà sanh nở mà không có muộn màng làm sao được. Yeah. Cho nên ông mới biểu ông đền tay đi xuống đó để mà làm cái phận sự. Thì ông đền tay ông đi thẳng xuống đó, ông có thấy mà kia chuyển bụng nằm trên rũ. Ông thì ông có biết cái vấn đề mà làm mũ làm mang đó. Ông mới vô làm phòng làm đồ, ông là làm cho bà vợ ông tinh sinh đó là sanh đẻ là mẹ tròn con vuông, rồi xong xuôi đàng hoàng. Ông tinh sinh nó bị về tới. Ông về tới là ông mới thấy vậy đó, ông nói ân nhân ở đâu mà đến giúp mà cho vợ tôi gì là quá sức mang ơn, lấy cái gì đâu mà để đền ơn cho ân nhân. Và ông mới dòm dòm trong vỏ, ông thấy cũng như con sấu vàng, nó vàng như nghệ. Yeah. Ông thấy ông dòm dòm cái ông tinh sinh, ông mới nói gì là ân nhân, ông rồi cho hết cái vỏ này mà ông đền tay ông chịu. Tôi mới thấy con này cái thương quá thôi, ông cho tôi xin con này. Thì ông đền tay ông xin đó, ông mới cho ông sấu đem về mới trình với Đức Phật thầy. Nó con đã làm không, nhưng mà con thấy con này đẹp quá, con xin đem về trình với Đức Phật thầy. Phật thầy nói thôi giờ em giết nó đi, bây giờ mình sát nó một sinh linh mà sau ngày cứu được dạng sinh linh. Thì nói vậy, nhưng mà biểu ổng vậy nhưng mà ổng đâu có làm. Ổng đem về chỗ cái ao, chứ cửa định đó có cái giếng đó. Yeah. Ổng nuôi đó 3 năm rồi phá dây đi thuốc thì nó tắt tắt nghe. Yeah. Rồi thời gian đó là ổng mới đi mất, ổng mới nấc, mà ổng xuống dưới ổng mới quậy phá dưới lòng đền tay lên xuống cũng là mất lòng hoài. Rồi cuối cùng đền tay ông nói nếu ông là sóc thần, nếu ngươi là sóc thần thì ngươi phải vắng mặt đi chứ để làm bận lòng ta dữ lắm. Thì sao ông vắng mặt tới bây giờ. Yeah. Nhưng mà tới bây giờ thì có đoạn văn mà Đức Thầy nói nè, mặt dưng khuất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nao. Yeah. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gửi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia biết người hùng là ai. Từ khi mà ông vắng mặt ở dưới nhà láng mà ông đình tay xuống nói đấy, ông vắng mặt tới bây giờ. Ông vắng mặt tới bây giờ thì nghĩa là ông lên ông nằm tại dầm nao mà Đức Thầy nói nãy đó. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha đó. Chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Đức Thầy là ông xưng khùng xưng điên không à, chứ ông đâu có xưng cái gì. Thì bây giờ ông đã vắng mặt 70 năm nay, thì đến chừng đó đó ông Năm Chèo mới nổi dậy đó. Ông mới về ông thu thập được ông Năm Chèo, ông bắt ông Năm Chèo. Thì chừng đó đó bá gia mới biết ông này là ông thầy của mình, là hồi đó ông xưng khùng rồi. Mà bá gia mới biết người khùng là ai đó. Thầy nói là thầy về thầy bắt ông Năm Chèo, cái mẫu chuyện nó có thực sự như vậy. Thì bây giờ nó không có xa đâu chú, cái đó cái hiện tượng nó xảy ra
cũng như cho chúng sanh biết bây giờ nó xảy ra trong là thế giới đủ cách chết khổ ha. Rồi đây nó còn nữa, khổ với thảm ngày nay có mấy sợi mai sao dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ toàn cảnh sông máu nước sông ta biết. Bây giờ chưa có cái gì đâu, nó còn nữa. Hổ lang ác thú muôn bày tóc bay đất chạy, sau này đã đang ai nặng ở minh gian nó đường bắt giá tan sát hồn. Thôi ông Phật ông nói kể không hết sau này đâu, ráng mà tin tưởng cái lời của Phật rồi lắng mà lo tu đi. Chữ tu có nghĩa là sửa. Hồi đó mình uống rượu cờ bạc á, thiện chơi bờ sao đặng đến sát sanh đạo tặc tà dâm. Hôm nay mình bỏ hết tất cả, mình không làm nữa có nghĩa là mình tu. Đó. Mình không chửi thề, không nói dốc, không nói láo, không tu là mình tu. Đó. Học Phật tu nhân, chữ học Phật là mình học với ông Phật, là mình tu, là mình tu nhân. Chữ nhân là người mình tu mạnh mình tu, còn tu với người ở thế gian. Bất cứ là cái việc ở thế gian tái tai gan mắt là làm nghịch cảnh mà mình không có giữ ý đen, mình không có đâu co, không hơn thua, không có tranh cãi là đó mình tu. Mà đừng thứ nhất nhau nó uống rượu, cờ bạc, hút áo phiện, chơi bờ sao đặng đến thứ những cho tròn đã có tâm an là được. Còn thân nghiệp sanh ra đều ác, một sắc sanh hai đạo tập ba tà dâm, khẩu nghiệp sanh đó đều ác, một hai ý môn ba khổ cũng như một ý nghiệp sanh ba điều ác, một tham hai sân độ ba mê si. Trong 10 điều ác nó làm xong rồi đen thì mình được cái 10 cái điều lành hiện ra, là lúc đó là tâm của mình đã trọn lành trọn sáng. Thì vậy cõi Tây Phương ăn dưỡng là học đạo hoàn toàn là trở lại của giới chúng sanh, mà đâu có làm được đâu. Khó lắm ha, đâu có làm được đâu. 8 điều đoạn cấm bây giờ xin lỗi mà nói đó, đồng đạo của tôi ở đây này, trong cái xã này này không chừng mấy trăm người, mà nói cái điều thứ nhất là vô dính là 90%. Dính 90%. Điều thứ nhất cho nó uống rượu cờ bạc, mà nó có chuyện cờ bạc đó thì thầy nói gom thôi. Còn thầy phân tách nè, những điều phải cử hẳn hoặc châm chế hoặc nên làm, rượu phải cử tiệc. Nhưng khi có tiệc lễ với người ngoài và không phải nhằm ngài trai lạc đó, có thể dùng một đôi chút thật nhẹ để tỏ ra đừng có chia rẽ với cả ngoại đạo. Nếu sai xưa phải bị tội lỗi. Cái cả ngoại đạo là không có cùng chung với đạo của mình đó, đó là mình phải nhắm một đôi chút thật nhẹ để tỏ ra đừng có chia rẽ với cả ngoại đạo mà thôi. Chứ còn mà mình mà cứ uống sáng uống chiều hoài đen, hoặc giả là uống ít uống nhiều cũng uống, thầy phải cử tiệc là rượu, nói về 8 điều đoạn cấm. Còn cờ bạc phải cử tiệc. Những kẻ nào muốn vào đạo phải thệ nguyện bỏ cờ bạc rồi mới được nhìn nhận. Về sự này không có cuộc vui nào mà có thể châm chế được. Cuộc vui là có nghĩa là buồn lấy bằng cờ tướng là quánh giải trí chơi, là vui đó. Buồn lấy bằng bài cào đó quánh giải trí chơi. Cờ bạc chữ cờ là cờ tướng, cờ nhào, cờ gánh, cờ ngay, chữ bạc là bài cào, giày gách, cá tê, ví dụ ha. Nó tóm tóm đó. Mà nói chung ở thế gian này tất cả cái gì mình ăn thua bằng tiền bạc đó là gọi là cờ bạc. Nói tóm lại, mình làm bất cứ chuyện gì ăn thua bằng tiền bạc, cái đó là cờ bạc. Bởi thầy nói đó, thầy nhấn mạnh mà. Cờ bạc phải cử tuyệt. Những kẻ nào muốn vào đạo phải thệ nguyện bỏ cờ bạc. Về sự này không có cuộc vui nào mà có thể châm chế được. Không có phải mà buồn lấy bàn cờ tướng là quánh mà gọi là giải trí là quánh vui đó, không có châm chế luôn. Còn quánh ăn tiền đó là coi như là tội nặng đó. Bởi cho nên nhiều đồng đạo đó đã là mê mà chưa có thức tỉnh, chưa có nhận xét, rồi còn bào chữa, còn bảo thủ cái việc sai lầm mê muội của mình, rồi còn nói lên cho người khác làm theo nữa. Đã là kiến thiết cũng quánh, số đuôi cũng chơi, kiến thiết cũng làm, cờ tướng cũng quánh, vì anh em uống rượu. Rồi nghe là nói kiến thiết á, quánh không có tội, cái đó là mình giúp cho đất nước. Đã là mê rồi, ham tiền 10.000 xuống cho tới là 2 tỷ. Ham quá ham rồi, đã là quánh là mê sai rồi, còn bảo thủ, còn nhận xét nói đây là không có tội. Bởi ông Phan Thanh Sĩ cũng nói đó, đã tự mê chưa hề tỉnh giác, còn làm khôn dẫn dắt người mê, đường mê thêm lối dọc về, gây thành cái thứ bệnh mê lưu truyền. Kẻ đã thức nhớ khuyên người tỉnh, sắp thắp đuốc lên cho cảnh sáng ra, ở trong tim não người ta nhiễm màu có đủ ráng mà phát sinh, chớ để đến thúi sình mất xác, lỗi công sanh phí mất một đời. Một khi để kiếp qua rồi,
làm người trở lại. Một khi để kiếp qua rồi cũng là muốn tìm trở lại làm người có thai. Làm người được là mai muôn thở cũng, bởi cũng do xưa có nghiệp lành, bây giờ nó biết tu hành là sẽ được trở thành tiên. Đó là mình mê nhiễm, mình cờ bạc, mình là hơn thua bằng tiền bạc. 10.000 chứ túng 2 tỷ, mình quá ham, quá mê rồi. Mình đã quánh rồi mà còn nói lên để bảo thủ, để bào chữa, còn hiểu người khác quánh. Đã là một cái tội, đã là một cái tội quánh là phạm tội rồi. Mà còn bào chữa, còn bảo thủ mà biểu người khác quánh là mang cái tội thứ hai. Nhưng mà ít có ai nhận xét lắm, ít có ai nhận xét lắm. Chú ơi, hiểu nó một đoạn văn đó. Ngày nào kiếp trước đã chiên, ngày nào kiếp trước đã chiên, đầu thai trở lại thì thiền nhớ ngay. Ngày nào kiếp trước đã chiên, ví dụ như chú còn sống, chú làm những cái nghề gì mà chiên luyện của chú đó, rồi khi mà chú chết đó, mà chú chết chú không có cái tội đó nghe, chú mới đầu thai trở thế gian. Đầu thai trở thế gian thì những cái nghề nghiệp của chú chiên luyện đó chú mới nhớ, chú mới nhớ chú nói lại. Chứ còn chú có tội là chú đầu thai lên chú ngu đần, chú câm điếc, chú tối tâm không còn biết gì hết. Nói đời đó, chú coi ở trên đó là vô tiếng đó, nhiều người đó, nhiều đứa em 5-6 tuổi, 3-4 tuổi, kỳ đó tôi coi cái đứa 3 tuổi, nhưng mà chữ quốc ngữ của mình đang đọc nè, chữ quốc ngữ của mình chữ đó, nó đang 3 tuổi nó chơi đùa như vậy. Rồi mẹ nó đem lại nói là con đọc cái này, đọc không sót một chữ. Thì bởi vì hồi xưa đó nó cũng làm người, nó học hay, nó học giỏi, là những cái chữ nghĩa hoặc giả tính toán tài năng dụng của nó, nó thuần nó tục, nó đem vô trí óc của nó, mà nó không có làm cái tội. Nó không làm cái tội nên khi mà nó chết xuống đó thì mới đầu thai trở nên, nó nhớ những cái nghề nghiệp xưa của nó đó. Thì nói về cái đó là cái đời. Còn đứa em đó nè, bữa đó tôi coi nè, có 5 tuổi thôi mà nó tính nhẩm nữa, là kỹ sư bác vật, mà nó bất cứ là cái hạng gì trên thế gian tính còn thua nó. Bây giờ nó để hai cái tay vậy thôi, bây giờ nó tấn thành đâu đâu đó, nó lố số thì nó ngoéo chút xíu thì nó ra đáp số trước mấy người kia luôn, mấy người kia cái này luôn. Cái năm à. Còn cái bé Tường Lam đó, kiếp xưa nó có tu, cũng như là nghề nhà kiếp trước đã chiêu ngày đầu thai trở ra thì là thế nghe. Kiếp trước ví dụ như nó là một cái ni cô, hay là một nhà sư, hay là một người mà tu cư sĩ tại gia, ví dụ như nó thường đọc kinh của Phật, nó thường đọc kinh của Phật, thì nó thường thuộc, nó hiểu biết rồi đó. Thì khi mà nó đầu thai trở lại đó, thì nó đầu thai trở lại dù nó không có tội. Ví dụ như là Đức Thầy có nói đó, bởi vì cái chúng sanh đó, chưa có đủ công đức mới về được cái bề trên, thì mới đầu thai trở thế gian. Đầu thai thế gian thì từ cái chỗ mà ở trong cái phút thế gian mà mình nó là mình thành những cái việc làm mình đã biết đó, thì hôm nay mình đầu thai trở lại mình không có tội thì mình nhớ rồi, mình nhớ lại những cái việc của mình ngày xưa mình đã học, mình đã hành. Nhưng mà ít có lắm. Bây giờ chú thấy thế gian này nè, nói là giáo lý của Đức Thầy này, mà nói cái xã Lê Chánh này, chưa có thuộc được một trang nữa. Nói giáo lý thầy chưa được một trang, chưa thuộc được một trang nữa, chứ đừng có nói. Vậy làm sao mà kinh lực làm sao thuộc? Mà thành ra vụ em này ngày xưa đó, nó là một ni cô, nó tu hành, nó tụng kinh gì nó tụng nó không biết. Rồi nghe là nó không có tội, nó chưa có đầy đủ công đức mà nó được về bề trên, nó đầu thai trở lại, nó vẫn còn nhớ lại cái trí óc của nó ngày xưa nó học những bộ kinh đó. Thành ra hôm nay nó nhớ lại, nó đọc, nó tụng lại. Nó thành ra là mình nói như vậy thôi, chứ đừng có nghĩ rằng nhiều người lên tôn thờ nó, nói là Phật ở trên giáng xuống, Phật Bà Quan Âm trở lại, tội lỗi mà cái vô cùng. Tội lỗi mà cái vô cùng, đừng có nói như vậy. Bây giờ nhận xét nó là một người tu của kiếp trước, thì hôm nay nó không có tội, nó chưa đầy đủ công đức nó đi gọi trên, nó đầu thai trở thế gian thì nó nhớ lại những cái việc làm của nó hồi xưa. Cũng như là mình nói là cái đạo hang cõi đời, nó Lý Tiểu Long. Tôi coi Lý Tiểu Long ấy, hồi đó là tôi không có coi, nhưng mà khi sau này tôi coi đó, biết y đó, hồi nhỏ lên học nghề đó, học rồi thì kể như để dùng cái nghề đặng mà đóng phim, rồi là nuôi gia đình, nuôi vợ con, nuôi bản thân thôi. Chứ ngoài ra không có phải là cái nghề của y mà giỏi cái là cả thế giới, mà y hiếp đáp, y vánh đập, y làm những cái việc cái là tội lỗi y, này kia nọ đó hen, thì không có nghe. Có y đi là dọc đường dọc xá ơi, đi đó đi đây mà y gặp thằng nào mà hiếp thằng nào mà bất tử, 2-3 thằng vẫn thằng vui can gián thì khuyên lần, mà không được thì tiếp thằng đó thì nó là gặp người lâm nạn đấu tranh giúp giùm đó. Thì yêu chỉ can gián rồi thôi, đó là đừng cho quánh thằng này nữa thôi, chứ ngoài ra mà tôi qua thì ông không có cái gì mà phách lối, không có gì mà làm những cái gì tội ác.
Bởi cho nên khi mà y đầu thai trở lại là cái thằng nhỏ bây giờ nó bắt đầu đầu sau mình giật bổng đó. Không muốn y răng lý tu lông ăn ruột mãi. Đó có thể là tái sanh lại không ạ? Tái sanh lại, tái sanh lại. Bởi ở trong đó người ta nói là thường khi nó lý tu lông tái sanh đó. Là giống như, luôn. Giống luôn, chú thấy không? À thấy. Đó đó đó. À, thì bây giờ nói về cái đời, còn cái đạo thì cái em bé hồi xưa nó cũng là cái người tu. Nó đọc kinh, đọc rồi nó thuộc rồi nó không có tội nữa, nó đầu thai trở lại. Nó đầu thai trở lại thì nó nhớ lại những cái kinh luật của nó học ngày xưa thôi. Bởi vì nó không có tội, thành nó không có, nó còn dần sáng suốt. Đó kêu luân hồi lại ha chú ạ. Chứ còn là đâu có phải là ở trên mà thị hiện xuống. Hoặc giả là Phật Bà Quan Âm mà giáng thế này, nói là tội lỗi cái vô cùng. Tôi thấy trên cộng đồng mạng này nhiều người đó nghe, nhiều người tôn thờ kính trọng nó, nói như là trật chứ lắm rồi. Có nhận xét nó là một cái người tu kiếp trước. Hôm nay nó đầu thai trở lại là hồi trước nó có tụng kinh, mà hôm nay nó đầu thai trở lại nó không có tội thì nó nhớ cái sự kinh lực của nó học hồi xưa. Cái đó là đại đời, còn đạo thì nó cũng vậy. Nhiều đứa em nhỏ xíu tuổi nó biết cả thế giới, con ban đầu thế giới nó biết tất cả thế giới. Chứ không phải mà nói về cái đạo có, cái đời có. Còn nói là ám chỉ ngay Lý Tu Long đi. Giờ nó đầu thai thằng nhỏ chú thấy không? Đó là ở trong đó mình có vô tiếng, ở làm sao nó mở, vô tiếng Lý Tu Long mở làm sao, mở quánh làm sao. Nó ở trước, muốn không sai một mãi. Mà chú thấy nó mới có 4-5 tuổi bắt đầu nó muốn rồi. Thiếu tuổi. Nó muốn rồi. Chú nghe bá bé Tiền Lam này hả anh chú ba? Như bé Tiền Lam vậy, như bé Tiền Lam hồi đó thì cũng trước nó biết rồi. Trước nó tu, trước nó có đọc kinh, nó thuộc kinh, giờ nó không có tội đó. Nó chết trở rồi, nó chết rồi, nó đầu thai trở lên, nó làm người thì nó nhớ là những kinh lực của nó học chưa. Nhớ là tiền kiếp. Nhớ tiền kiếp chưa. Nhưng Lý Tiểu Long này, nó là cái đời với cái đạo, nó hai cái cùng đi đâu. Đời thì là nó không có tội như Lý Tiểu Long đó. Tiểu Long mà chú coi cho kỹ một khi nó không có làm khách đâu, nó không có làm khách đâu. Ai mà có cái là hữu sử gì mà hiếp đáp được cho nó vô nó tiếp tay thôi. Ngoài đó nó đóng phim, ngoài đó nó đóng phim để mà nó là lấy tiền để mình nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình nó thôi. Chứ còn mà bé Tiền Lam mà nổi lên nó đọc kinh hay quá thì không việc chỉ dạy cách tu luôn. thì kiếp trước nó nhớ, kiếp trước nó có học, nó có biết đường lối. Thì hôm nay nó đọc thái ra nó còn nhớ thì nó đi vậy chú ơi. Chứ không có, đừng có đề cập là nói là Phật Bà Quan Âm thị hiện một giờ ở trên thị hiện xuống là tội lỗi dữ lắm nha. Ổng mà mình không khinh nó, mà mình không tôn nó, mình tôn nó, mình kính nó là cái chỗ nó biết kinh biết lực, nó nhỏ xíu nó 5 tuổi, báo 4 tuổi mà nó biết kinh biết lực vậy thì mình tôn nó trong lúc trước nó có tu. Thì hôm nay mình tôn trọng nó như thôi. Chứ không có nhận định là cái người này ở trên thị hiện xuống. Thì cũng như là không phải mà đức sạch đức Phật ở trên tái xế xuống hả chú? Không có đâu, đừng có nói vậy mà tội. Nhầm người cho làng vậy. Trời ơi, bởi mà tội lắm. Bởi cái điều mà đức thầy nói đoạn văn, những điều sơ lược cần biết của kẻ tu hiền. Thầy nói sơ lược thôi, mình phải nên cần biết cái chỗ này, nếu không biết là lầm, nếu không biết là lầm. Rồi thầy phân tích nè. Đạo Phật từ xưa đến nay luôn luôn phân làm hai hạng người. Một hạng xuất gia, hai hạng tại gia. Hạng xuất gia gồm có các nhà sư hay những ni cô đã hoàn toàn ly khai với gia đình, quê hương bè bạn, dựa thân vào cửa thiền hoặc núi non ông cốc, hằng ngày dương lo kinh kệ săn sóc cảnh già lam, trao luyện đức lành, dồi mài trí tuệ, hầu giảng giải cho bá tánh thập phương nghe đến quầy đầu hướng thiện, quy y Phật pháp, không còn thiết đến việc đời. Gia đình nhà cửa của nhà sư là tất cả thế gian, thân quyến của nhà sư là tất cả những loại đại lập. Đó là hạng người gốc tu cho con thành Phật tỏ tốt cái phương hồi. Thì mình phải biết cái chỗ này nè, rồi mình đi nữa mà không có làm. Ông nhà sư này đó, ổng không có danh lợi, không có tình, không có chùa cao Phật lớn, không có lợi dụng tiền tài cũng cho một cái gì hết, không có việc đời cũng cấm không cho nói nữa. Như vậy là mà chánh pháp của người xuất gia mới đúng pháp của người xuất gia. Như vậy đó, mình chỗ này mình nhận xét, mình biết chỗ này phải cần biết. Nhưng mà đa số người không biết, người thành ra mới chạy sang cái chỗ là ông sinh sắc tướng nè, nó hình chùa cao Phật lớn cũng có khách vàng nè. Phải cần biết, nhưng mà ít có ai biết lắm. Chứ mà xuất ra rồi thì đâu có còn. Nếu mà xuất ra, chú xuất là ra, chú xuất là ra, chữ ra là ra khỏi gia đình, vợ giờ muốn non ông cọc. Mà tại mình không biết thì mình làm, mà làm chỗ nào. Thấy chúng sanh lầm lạc đáng thương, chúng mong khổ đau ăn của hóa chút Phật lớn, chùa cao bốn món mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi cho cúng chè sâu, ông Phật không còn đó là không có cho cúng chè sâu nữa. Bởi ông cảnh báo nè, ông nói mạnh dân nè. Ông nói là cuộc sám hối vô chùa thường thấy,
làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quan ngã. Chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành, Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chứ nào có dụng chung đăng đào quả. Có nghĩa là chúng sanh bây giờ đó, thường thường đó, là đi vô chùa súng lại nấu chè, nấu cháo, nấu mọi cái việc ăn uống để nhau rồi cúng người lại sám hối, sám rồi ra vô đó sám lại sám hối rồi ra ngoài cũng không sám không sửa gì hết. Bởi cho nên Đức Thầy của nó là thế dương gian là nhờ thánh thần, chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành, chứ hối là hối cải ăn năn làm lành đến giữ quy thống ngày truyền thống bản đạo. Hồi đó mình làm tội, hôm nay mình không làm nữa là mình cải hối ăn năn, chứ đâu có đợi gì mà vô chùa nấu chè nấu cháo mới lại sám hối, mà vô mà lại rồi ra không sám không sửa gì cả. Trời, như vậy là mình vô đó mình lại, mình nói con lại sám hối mà ra không sám không sửa, mình phải gạt lừa thánh thần không? Bởi cho nên Đức Bình Giáo Chủ cảnh báo cho đó, ông nói chữ tự hối nào đâu có lạ, là ăn năn cải sửa tâm lành, Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chứ nào dụng hưng đăng trào quả. Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chữ tính là tin, chữ thành là thành lòng mến mộ Phật pháp, kính trọng Phật pháp. Mình tính là tin Phật nói có hậu có cõi cực lạc, có hậu long hoa, có đời thượng nguyên. Tin làm phước có phước, tin làm tội có tội, tin có nhân quả luân hồi. Chữ tính thành, chứ nào dụng hương đăng trà quả, ông Phật không có dụng hương đăng trà quả đâu. Hương là nhang, chứ đăng là đèn, trà quả. Bởi thầy nói đến với ta chứ đem đồ cúng chỉ đem theo hai chữ thành lòng, chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sinh chúng từ lòng hóa ngộ. Bởi dụng cái tâm thành của cái người có cái lòng mến một Phật pháp, kính trọng Phật pháp, rồi đến lại Phật rồi nhẹ nhà ăn năn cải hối, làm theo lời giải của Phật, làm theo lời chỉ của Phật, thì Phật đã vui rồi. Chứ không phải là Phật dũng lòng chứ đâu có dũng gì, đâu có dũng của cải gì. Chú coi kinh Phật đi, tôi có coi kinh Phật các anh, tôi coi cái kinh A Di Đà hiểu giải đó em, là coi sự tích của Đức Phật, sự tích của là Đại Ca Diếp, A Nan, Mục Kiền Liên, Ca Chân Dương, tôi coi rồi, tôi không hiểu chú rồi, tôi mới phát tâm tôi coi cái hạnh của Đại Ca Diếp rồi đó em. Đất tôi có nè, nhà tôi có nè, tôi muốn giao hết cho em tôi. Là tôi là thấm hai cái thùng nước, hồi đó còn gánh nước, còn nước mướn đó. Tôi gánh hai cái thùng nước mướn, tôi đi gánh, ví dụ mình sống ra tôi gánh 10 đôi, chiều tôi gánh 10 đôi. Rồi đó là tôi sống ngày đó rồi tôi tu, tôi coi cái hành này cái giết, mà tôi phát tâm tới cỡ đó tôi biết. Nói muốn khóc luôn, mình coi cái hạnh của các ngài, rồi cảm cái ân đức đó, nói muốn khóc luôn. Bởi cảm ân đức rành thành ra xa lệ, Phật rằng đời là bể con ơi, khắp chúng sanh lặn lội hết hơi, rốt cuộc chết đuối nơi biển khổ, càng lòng càng lắm sa mê hâm hố, càng thêm nhiều nỗi khổ tội kia, nỗi khổ nỗi kia, chúng sanh luôn sống cảnh xa lìa, ái ân mấy cũng chiêu đâu nè, đâu ai được hoàn toàn thích thở hầu thật mang lắm lẽ không sợ. Tôi hồi đó mà tôi coi cái hạnh của Đại Ca Diếp rồi, tôi nói thật với chú đấy, là tôi không có màng cái gì cái sanh gian, nhưng mà mình làm không có nổi đâu, làm không có nổi. Rồi bây giờ mình ráng mà học theo cái giáo lý của Đức Thầy, rồi mình nêu cái đường cung đạo đi. Mình ráng mà là cúng lại, ăn chay niệm Phật, làm lành, làm phước, rồi ngay thẳng hiếu trung can thiện thảo. Chữ trung là nhất là một đời một đạo nha thầy mình á. Thì hôm nay đó tôi xin phép để nói về cái đạo lý là nó vậy đó, cái ý nghĩa đó, thì cái chân lý đó. Thì thôi tới đây xin phép ngừng. Cứ nói nó nói tiếp 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 mà là xin phép ngừng được rồi.